Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát ấy nhờ sáu pháp Bà La Mật Đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, có hơn Đại Bồ Tát tu đủ sáu pháp Bà La Mật Đa, thế các hữu tình có những sở thích sai khác về ba thừa. Thấy vậy, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình có sở thích hẹp hòi, khiến họ xả bỏ sở thích về nhị thừa mà chỉ hướng về đại thừa vô thượng. Sau khi suy nghĩ, lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn không tham đắm, phải tu hành sáu pháp Ba La Mật Đa, thành tục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn, và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Trong cõi Phật của ta, các loài hữu tình chỉ cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà, không thích quả thành phần độc giác thừa cho đến không có tên của nhị thừa. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát ấy nhờ sáu pháp Bà La Mật Đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, có Đại Bồ Tát tu đủ sáu pháp Bà La Mật Đa, thấy các hữu tình tăng thượng mạn, chưa xả nói là xả, chưa đắc nói là đắc. Thế vậy, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu vớt các loài hữu tình xả bỏ sự trói buộc của tăng thượng mạn. Sau khi suy nghĩ, lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn không tham đắm, phải tu hành sáu pháp Ba La Mật Đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Trong cõi Phật của ta không có những người tăng thượng mạn như vậy, tất cả hữu tình như thật tri kiến về những điều đã xả đã đắc. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát ấy nhờ sáu pháp Ba La Mật Đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện,